nói, xỉm lấy một phần của tham, si làm thể, vì xa lìa hai phiền não cúng và si không tách rời tướng dụng của xỉm. Câu này ý nói xỉm và si giống nhau cũng mượn một phần của tham, si giả lập ra. Vì sao? Duy thức thuật ký, quyển 38, nói, vì tham danh, lợi nên xỉm là một phần của tham. Không trí huệ nên xỉm là một phần của si. Tóm lại, sự khác và giống của ba tùy phiền não phú, cúng, xỉm như sau. A, à, giống, cả ba đều từ mưu cầu danh lợi mà có B, khác, phú là dấu kiếm tội lỗi của mình. Cũng là giả hiện đạo đức. Thiển là tùy theo thuận, nghịch mà dối trá cho hợp. D, kiêu. Kiêu là kiêu ngạo, khoe khoang, ngạo mạn, buông lung, tự cao tự mãn, ỷ tài, ngạo vật, cậy tài khinh người. Người kiêu ngạo thì không có trí tuệ, không luận là ở giai cấp, địa vị nào, thấy đều muốn hơn người một bậc cho dù đang là kẻ ăn mày cũng sâu mình hơn người ăn mày khác một bậc. Họ không biết kiến thức vô bờ bến, tự cho hiểu biết của mình đầy đủ, dựa vào tài cán, xem thường tất cả, mục hạ vô nhân. Là đệ tử Phật phải khiêm tốn, tầm không như hang trống. Một, tánh thể của kiêu. Luận thành duy thức, quyển 6, nói, sao gọi là kiêu? Tự cho mình là quan trọng, say sưa trong ngạo mạn. Đó là tánh của kiêu cho mình là quan trọng là cảnh sở duyên của kiêu chỉ sự giàu có của thế gian vinh hoa phú quý duy thức luận quy vào bảy thứ không bệnh trẻ trung sống lâu dòng dõi quý phái thân hình xinh đẹp giàu sang học rộng bảy thứ trên là pháp hữu lậu mà người đời cho là sự chính đáng nhiều đời thâm nhiễm kiêu căng là chỗ nương tựa của kiêu vì kẻ phàm phu ở thế gian mờ mịt chân lý không biết tươi rồi héo thành ác suy đó là nguyên tắc tự nhiên. Kẻ ấy ý vào bảy việc quan trọng trên, sanh tâm đắm nhiễm không thể buông bỏ, rồi khởi lên hoặc tạo ra nghiệp. Như thế, chẳng những làm hại chúng sanh mà mình cũng trước quả khổ vô cùng. Người phàm phu, khi đã có bảy việc tốt đẹp trên, say mê, hôn ám, cho đó là tuyệt vời, vĩ đại. Rồi thỏa ý quên thân như người nát rượu, quên mất hình hài, chẳng biết kiên sợ, như si như mê, say sưa trong cõi hư ảo do mình dựng lên đó đúng là giấc mộng giữa ban ngày hai, nghiệp dụng của Kiêu. Luận thành duy thức, quyển 6, nói, nghiệp của Kiêu là hay cản trở bất Kiêu và gây ra nhiễm ô, ta hay cản trở bất Kiêu, bất Kiêu là khiêm tốn. Bách Pháp đã nêu lên tôn chỉ này để khuyên chúng ta tu tập phải diệt trừ tâm kiêu ngạo và phải bồi dưỡng đức khiêm nhường, mới mong thành tựu đạo nghiệp. B. Tạp nhiễm được sanh trưởng, duy thức thuật ký, quyển 2, nói, các Pháp hữu lậu đều gọi là tạp nhiễm. Kinh Niết Bàn cũng nói, Pháp hữu lậu có hai thứ, một là nhân, hai là quả. Quả hữu lậu thì gọi là khổ. Nhân hữu lậu thì gọi là tạp. Tóm lại, sở dĩ nói là tạp nhiễm là căn cứ vào nhân mà nói, tức là khởi lên hoặc mê lầm, rồi tạo ra nghiệp, căn cứ vào quả mà nói ba khổ, tám khổ vân vân. Giờ chỉ có kêu thôi mà có thể sanh ra, lớn lên hoặc nghiệp, khổ, tất cả pháp tạp nhiễm thế mới biết tai họa của kiêu thật là to lớn. Từ đây có thể biết, người tu Phật, nếu không bỏ kiêu ngạo thì không thể giải thoát. 3. Luận về thật giả của kiêu Luận thành duy thức, quyển 6, nói, kiêu có thể là một phần của tham ái, vì lìa tham thì không có tướng và dụng của kiêu riêng biệt, nên kiêu cũng là pháp giả lập. Bách pháp luận soạn nói, do ái mà cho mình là quan trọng nên sanh ra ngạo mạn. Hát, hại. Hại là tổn hại, hao tổn, hư hại, bức hại, não hại. Luận câu xá, quyển thứ 21 nói, hại nghĩa là thúc dục, bắt buộc đối với người khác. Do vậy, có thể đưa họ đến hành động đánh đập, chửi mắng. Luận thành duy thức, quyển 6, cũng nói, thế nào là hại? Đối với loài hữu tình, tâm không thương xót mà còn làm não hại, buồn bực. Đó là tánh của hại. Hay cản trở bất hại, nghiệp là bức bách, gây ra nhiều phiền não cho kẻ khác đây là thể của một phần sân hận giờ chia ba đoạn để nghiên cứu một thể tánh của hại hại là đối với tất cả chúng sanh hữu tình không những không có một chút tâm từ bi thương xót mà còn biểu hiện sự tàn khốc ghê gớm vô tình tàn nhẫn bằng dao gậy mọi thứ hung khí để đánh đập trói buộc giết hại các loại hữu tình ấy đó gọi là hại hai nghiệp dụng của hại có hai phần a à, hay cản trở bất hại Bất hại là một loại tâm thương xót chúng sanh vô hạn, tâm muốn dứt hết khổ đau của người khác. Bất hại là một pháp lành và đối lập với hại. B. Ép buộc chúng sanh Bức bách, não hại chúng sanh, gồm những việc sau, bắn chim đang bay, trượt thú đang chạy. Đào đất bắt sâu nằm dưới đất, trèo cây bắt chim non trên cao. Bắn tổn thương con vật đang có mang, con chim đang ấp trứng. Tóm lại, hại là một tâm lý bất chánh, bất thường loại tâm lý thỉnh thoảng muốn phá hoại trật tự công cộng, thỉnh thoảng xâm phạm tự do cá nhân và còn làm người khác lo sợ. Vì vậy, nó làm cho người ta suốt ngày nơm nớp không yên, nên Duy Thức học đề ra một loại phiền não đặc biệt xuất phát từ đấy, cốt để khuyên mọi người cắt đứt tâm lý bệnh hoạn này và đem đến an vui cho khắp mọi nhà. 3. Luận về thật, giả của hại hại, phẫn, hận ở trước tương đồng, cũng lấy một phần nóng giận làm thể nên biết hại cũng là pháp giả có. Y, tật. Tật là tâm tật đố, tâm ghen ghét. Có kẻ ghét người hiền, người tài, người giàu có, người xinh đẹp, đều là người có tâm ghen ghét, tật đố. Những người này suốt ngày chăm chăm lo nghĩ danh lợi cho mình. Nếu mình có được thì đắc ý, vui vẻ. Nếu người có được thì sanh tâm ghen ghét. Luận Câu Xá, quyển 21 nói, tật nghĩa là thấy người khác thành công lòng mình không vui luận thành duy thức quyển sáu nói sao gọi là tật tật có tánh đố kỵ ghen ghét hay làm chướng ngại bất tật nghiệp của tật là buồn lo tâm sở này cũng lấy một phần sân hận làm thể đặc tính chung của tật là thà chết vì danh lợi của mình không thể để người khác vinh hoa phú quý vượt mình một thể tánh của tật chết vì danh lợi của mình chết vì tham cầu của mình đó là nói về một hạng người ở thế gian mong muốn danh, lợi cho dù đổi cả sinh mạng của mình cũng không tiếc. Mặt khác, bản chất của tật là không muốn người khác thành công, vinh hiển. Đó là thể tánh đố kỵ, ghen ghét của tật. Hai, nghiệp dụng của tật. Chia ra hai điểm, A, hay cản trở không ghen ghét. Không ghen ghét là vui mừng vì thấy người làm lành, có tài năng, được người cung kính, khen ngợi, phát tâm tùy hỷ, tán dương. B lo buồn không an. Luận ngữ nói, kẻ tiểu nhân lo đau đáo. Vì tiểu nhân không đạo đức, không học vấn, nuôi lớn lòng tham, tâm lượng hẹp hòi. Thấy người khác đẹp đẽ, giàu sang thì kẻ tiểu nhân có cảm giác như dao bén đâm vào tim, không bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. 3. Luận thật, giả của tật Tật và hại tương đồng, cũng lấy một phần của nóng giận làm tánh, nên tật là pháp giả có. Ca, sang sang là keo kiệt, bủng xỉn. Phiền não sang và tham không xa nhau, nên thường gọi chung là sang tham. Vì người keo kiệt thì bỏng sẻn cả đạo pháp lẫn tiền của, không sẵn lòng bố thí. Luận pháp uẩn túc nói, sao gọi là sang, đam mê tiền của, chánh pháp không thể bố thí rộng rãi, bủng xỉn. Đó là tánh của sang, hay cản trở không sang, chất chứa những điều thấp hèn. Đó là nghiệp của sang tâm sở này cũng lấy một phần của tham ái làm thể, chia ra ba điểm sau: một, thể tánh của sang, sang là chỉ cho người chìm đắm trong tiền của, bụng xỉn giáo pháp đối với người khác, họ không vui lòng tài thí hay pháp thí mà cất giấu, giữ gìn cho riêng mình; hai, nghiệp dụng của sang, chia ra hai điểm: a, à, hay cản trở không sang, không sang, không keo kiệt, bụng xỉn, là không cất giữ tiền của giáo pháp cho riêng mình mà là thực hành tài thí và pháp thí. B. Chất chứa tiền của mà nhỏ nhen, keo kiệt. Loại người này tuy cất chứa tiền của, giáo pháp, nhưng đáng tiếc lòng quá nhỏ hẹp, bụng xỉn đối với tiền của và giáo pháp, không sẵn lòng bố thí cho người khác. Duy thức tâm yếu nói, bụng xỉn tiền của thì đời đời nghèo túng. Bụng xỉn giáo pháp thì đời đời ngu si. Phải nên nhớ kỹ điều này. 3. Luận về thật, giả của sang. Sang với kiêu giống nhau, cũng lấy một phần của tham ái làm thể, nên biết Sang là pháp giả có. Trên đã trình bày tiểu phiền não từ phẫn đến Sang, tất cả 10 tâm sở, sao gọi là tiểu phiền não. Bách Pháp trực giải nói, 10 thứ này nổi lên riêng biệt, nên gọi là tiểu tùy phiền não. Nghĩa là hành, tướng của 10 thứ này thô, bạo, mỗi thứ tự làm chủ lấy, chỉ ở trong tâm bất thiện, mỗi thứ nổi lên riêng. Nếu một thứ đã sanh thì cái thứ hai không cùng sanh, nên gọi là tiểu tùy phiền não lại nữa mười thứ phiền não này là pháp giả lập không có thật thể nghĩa là tất cả được lập ra đều dựa vào một phần của căn bản phiền não